Thùy Trang đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á với kỷ lục khó tin. Tối ngày 21 tháng 11, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam so tài Thái Lan trong trận chung kết giải vô địch Futsal nữ Đông Nam Á 2024. Ở trận hạ màn vòng bảng, Trần Thị Thùy Trang cùng đồng đội thua 0-3 trước Thái Lan, nhưng đây chỉ thuần túy là chiêu giữ bài của Việt Nam. Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam và hành trình đăng quang Đông Nam Á 2024, những gì tinh túy nhất đã được đội tuyển Futsal nữ Việt Nam thể hiện trong trận chung kết. Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam chơi chặt chẽ và toan tính, khép lại hai hiệp chính thức với tỷ số hòa 0-0. Bước vào hiệp phụ, Thùy Trang cùng đồng đội đã chơi bản lĩnh và tận dụng cơ hội tốt hơn để thắng 2-1, trong đó bàn ấn định chiến thắng của Phương Anh đến sau cú đá sấm sét, chỉ một phút sau khi Thái Lan có bàn gỡ hòa. Trang nâng cao chức vô địch Futsal Đông Nam Á 2024. Như vậy, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Thùy Trang cũng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực ở cả sân 11 lẫn sân Futsal. Trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam, Thùy Trang từng đăng quang ở sân chơi SEA Games khi đóng vai trò quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tiền vệ sinh năm 1988 là nhân tố bền bỉ, sáng tạo ở tuyến giữa, với khả năng tranh chấp và quán xuyến mà khó tiền vệ nữ nào có thể sánh bằng. Đáng chú ý, Thùy Trang từng đá cho đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giai đoạn 2011-2013, đoạt 2 huy chương bạc SEA Games, sau đó bước lên sân chơi 11 người và giành nhiều vinh quang chói lọi. Cô chia tay đội tuyển nữ Việt Nam năm 2023 để toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội nữ thành phố Hồ Chí Minh, rồi tham gia trở lại sân chơi Futsal. Thùy Trang nhận quả bóng bạc nữ Việt Nam năm 2022. Thùy Trang, phải, đá sân 11 trong màu áo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Thùy Trang, thứ tư từ trái qua, thi đấu cho câu lạc bộ. Vô địch giải nữ quốc gia tại giải đấu năm nay, dù không ra sân thường xuyên như Phương Anh, Thanh Hằng, nhưng Thùy Trang vẫn có đóng góp lớn về cả kinh nghiệm lẫn chất quái. Với bề dày hơn một thập kỷ đá bóng chuyên nghiệp, từng chinh chiến nhiều giải lớn ở sân 11 lẫn Futsal, Thùy Trang đã mang tới cho đội tuyển Futsal Việt Nam bản lĩnh để đứng vững ở thời điểm khó khăn nhất. Chức vô địch Đông Nam Á là phần thưởng xứng đáng cho động cơ bền bỉ của bóng đá nữ Việt Nam.